Quá em trai ơi, tại em không có tiền lừa ổng này cấp cứu á, trời ổng ở nhà hoài, buồn quá. Ổng lòi đi bệnh viện, tôi nói tiền đâu mà lừa đi bệnh viện. Ổng nói lừa tôi đi bệnh viện đi, tôi nói tiền đâu mà lừa đi bệnh viện. Chào cả nhà. Ngày hôm nay thì mình trở lại xóm Ngụ Cư nằm ở cuối đường Phong Phú ở thuộc quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để thăm lại một hoàn cảnh mà ở đó thì có 3 người lớn tuổi hiện nay thì sống nương tựa nhau bằng nghề bán bi số. Hôm trước thì mình cũng có đến thăm trong cái đợt dịch Covid-19 á. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì mình đến một lần nữa để gieo duyên trao cái món quà còn lại của các cô chú anh chị đã từng ủng hộ. Hiện tại thì nhà của gia đình thì nằm ở dưới một cái chân cầu mà mọi người sẽ nghe được cái âm thanh khá là lớn. Mỗi lần mà xe đi ngang qua thì phát lên một cái tiếng ồn khá là khó chịu. Với mình thì là một người trẻ thì nghe cũng không nổi, không biết là những người lớn tuổi thì như thế nào. Xe lễ ngoại không sao đâu. Ủa? Mắc rồi. Ông chú lớn á. Trời. Cái này phải em chạy lần đầu tiên lại phải không? Dạ đúng ạ. Dạ. Mất rồi. Ồ, bữa nay con hai thất á. 14 ngày con chơi lại. Trời. Con không biết luôn á. Con nhớ là hôm mà cuối tháng 4 không? Hôm nay là tháng 7 nè. Dạ. 2 tháng trước con có đến thăm. Hôm đó thì con thăm, con thấy cái đợt đấy nhà mình không có bán bí số được. Dạ. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Chú hình như con nhớ chú tên là Lim. Không có tiền không dám đưa ly á em trai. Đằng nhà cũng hơi chết á. Nhà mình thì 3 người. Dạ. Chú Phương Lệ hồi đó là nằm ở đây nè. Dạ đúng rồi. Gần 70 tuổi, hồi đó chú nằm cái tiếng tấm ván nè. Đúng rồi. Rồi con cho tiền cái mua cái ghế bố này hả? Đúng rồi. Rồi tới chú là 54 tuổi. Đúng rồi. Chú mua ghế bố này nè. Dạ, hồi đó con cho tiền là cho mua ghế bố đây, chú ngủ đây. Đúng rồi. Còn cô là 58 tuổi. Dạ, đúng rồi. Con nhớ vậy. Dạ, đúng rồi. Thì hồi đó thì con đến thăm thì con có quay một cái đoạn clip về cái cuộc sống của gia đình mình. Dạ. 3 người lớn tuổi sống nương tựa nhau. Dạ. 3 anh chị em. Dạ, đúng rồi. Ôi trời ơi. Không có tiền lưa ổng đi bệnh viện à, chị á, ổng mới chết á. Có lưa đi bệnh viện là ổng không có chết á. Trời ơi. Hồi xưa thì chú Lệ. Dạ. Chú kể cho con nghe là chú bị bệnh tim. Dạ đúng rồi. Rồi đi vô bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Dạ đúng rồi. 20 triệu. Dạ, Nhưng mà mình không có tiền, mình đóng có 7 triệu rồi. Dạ đúng rồi. Mình ở bệnh viện 10... 13 triệu. 13 triệu. Dạ. Nguyễn Tri Phương á. Dạ, con còn nhớ, con dạ, nhớ rất là nhạt rõ chi tiết đó. Dạ đúng rồi. Rồi đợt này thì chú bệnh gì mà chú lại không đi bệnh viện à? Bệnh cũ tái phát á. Bệnh cũ tái phát mệt với lì không được. Tưởng là ổng yếu chân, tính làm đi chết mà chưa có kịp làm đi chết là ổng mất rồi. Ổng nói trúng mặt mệt. Tại vì không có tiền không dám đưa đi bệnh viện á em trai. Thằng nhà ổng chết đó mọi. Nếu mà có tiền đưa đi bệnh viện là ổng chưa đi đâu. Tại không có tiền đưa đi bệnh viện á. Hồi đó thì nếu mà có khoảng bao nhiêu tiền là mình sẽ đưa đi bệnh viện nè? Có khoảng giật đưa vô là lúng 5 triệu à. Đưa vô là lúng ứng 5 triệu hoặc là 3 triệu. Rồi cứ 2-3 ngày là kêu 5 triệu. 1-2 ngày là kêu 10 triệu, 15 triệu. Thằng nhà sợ quá không dám đưa đi bệnh viện. Tại không có tiền không dám đưa đi. Ổng mới qua lời á. Lâu kịch được 2 tuần rồi hả cô? Dạ, bữa nay 14 ngày á. Hồi trước khi mà chú mất á, chú có nói gì điều gì không cô ạ? Dạ không. Chị ổng nói coi chiều qua muốn chết cho rồi vậy thôi, nói vậy thôi.
À, chú nói là chú khó chịu quá, chú muốn chết cho rồi. Hôm trước thì con có xem lại cái hồ sơ bệnh án của chú thì chú là bị bệnh tiền sử, đó là bệnh tim. Bệnh tim rồi bị suy nhược cơ thể nữa. Dạ, tại lúc chú làm bệnh viện bác sĩ kêu là phải trị tim là phải 80 triệu. Giờ trị gan là 15 triệu, là 95 triệu. Cái tôi nói không có là ly về, muốn chết hồi nào là chết. Bác sĩ nói chừng nào mà làm vô lại. Tại không có tiền, không dám đưa ly. Không có tiền, không dám đưa ly á em trai. Tại nhà cũng hơi chết á. Lúc chú mất là thời điểm nào trong ngày? Buổi sáng, buổi trưa dạ, hay là... Dạ, buổi tối. 10 giờ tối. Chú lên cơn ngày, đau? Ngày 12 tháng 5, 10 giờ tối. Rồi lúc đó chú lên cơn đau lâu không ạ? Dạ, dạ, mệt khoảng 9 giờ rưỡi rồi. Mệt nửa tiếng 10 giờ là ly à. Lầm ở lại tưởng ổng ngủ á, rồi lắc đi kêu ổng đi luôn. Cái này ngủ à, anh này là có bệnh cái gì à, ngủ đi luôn rồi còn nằm ở đây nè. Rồi mình có tiền để mai táng không ạ? Tết tiền à, đâu có tiền. Rồi lúc mai táng chôn cất rồi làm sao? Mai táng là mấy người cùng sống ủng hộ rồi với vợ con có lên. Vợ con của ổng á có lên hôm dạ. Trước á là chú Lệ có nói với con á là chú có vợ dạ, có con rồi. Nhưng mà con chú thì đi về hai vợ chồng ly dị rồi, thì con chú ở phía vợ ở đúng quê rồi. Ba anh chị em thì hồi đó có nhà ở đâu bên quận 11 đó đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi bán dạ. Rồi làm ăn khó khăn quá bán, thì bây giờ cứ nương tựa nhau sống bằng nghề vé số như thế này dạ. Con còn nhớ rất là rõ hồi đó, tại vì đợt đấy mùa dịch Covid. Dạ đúng rồi. Dạ ai cũng đeo khẩu trang hết à. Dạ, cũng nói chuyện dạ, đúng không rồi. Được nhiều. Ổng còn đeo khẩu trang mà lúc đó còn ổng còn đeo khẩu trang mà em trai. Có mai táng là giống như có người còn sống, bà con người ta cho có cho mà còn không đủ rồi em trai, không đủ à vợ con ổng lắp vô. Rồi ở nhà trọ là mình lập cái bàn thờ ở đây luôn ha. Đúng rồi, thờ ở đây đúng không con? Đúng rồi. Đây là cái bức ảnh mà chắc có lẽ là chụp khá là lâu rồi. Đúng rồi. Mình đang cúng cơm cho chú Lệ. Hai thất. Cúng hai thất là tức là cúng hai tuần á, gần 15 ngày ha. Dạ. 14 ngày. Cho nên là hôm nay thì bữa cơm nó có tươm tất hơn so với bình thường. Cũng vậy thôi à. Thấy có cơm nè, có đậu hũ chiên nè. Ôi trời, lúc mà mình vào mình khá là bất ngờ. Ôi. Sao lúc đó sao nhà mình không gọi con lúc mà chú bệnh nặng á? Dạ tôi đâu có biết kiếm em chạy ở đâu. Ồ, không có biết là được rồi. Cho số điện thoại. Con cho số điện thoại rồi mà. Không có. À hồi đó con cho chú Lệ, chắc chú Lệ không nhớ. Biết là được rồi, không nói em trai ơi. Không có tiền á, có tiền mà lưu ổng vô bệnh viện là ổng không có chết á, buồn quá, muốn chết luôn á. Ngày 11 lưu vô bệnh viện là nó cứu thêm, cũng sống 2-3 năm mà con. Tại không có tiền nữa. Nằm bệnh viện vô là phải làm cuốn sổ gốc 2 triệu là 3 triệu tiền đâu rồi. Gốc đóng tiền bệnh viện. Chú Lệ nằm ở đây là nằm là nửa tiếng là đi luôn. Là ban đêm luôn. Là lái chỉ là chú phụ anh hai của chú phụ. Chú Lệ ơi, thì hôm nay thì sau lần thăm đầu tiên được 2 tháng rồi. Thì hôm nay con có dịp con quay trở lại con thăm, nhưng mà con khá là sốc khi mà biết cái việc là chú tạm biệt cái cõi đời này rồi. Một món quà hôm nay tụi con đem đến khá là muộn, khá là trễ. Nhưng nếu mà sớm hơn một tí nữa thì chú có tiền thì chú không còn phải về nơi xú vàng vậy đâu. Nếu mà có tiền thì chú đã đi bệnh viện rồi, do gia đình mình không rồi. Còn đồng mạc nào hết à. Đúng rồi. Hôm nay thì đây là cái phần quà của mấy mạnh thường quân sau khi mà con vận động, cũng như là mạnh thường quân họ xem được cái đoạn clip á. Mọi người gửi cho gia đình mình được 10 triệu rưỡi. Lòng xin lỗi là 10.400.000 đồng. Chắc con để lên bàn thờ để cho chú mừng ha. Dạ. Con gửi lại
món quà này. Trời ơi, vàng. Trời ơi. Trước hết thì cũng chia buồn gia đình mình, và đồng thời cũng tri ân những cái mạnh thường quân mà đã từng giúp đỡ cái số tiền này. Con xin đọc tên cho chú Lệ và cả gia đình mình được biết ạ. Cảm ơn chị Phượng Hồng Nguyễn ở bên Úc ủng hộ cho gia đình mình 1,5 triệu. Nguyễn Thị Thanh Hà 1 triệu. Liên Nguyễn 200. Anh Huy ở Tiền Giang 300. Ở chú Phương Lê 1 triệu. Đặng Mỹ Lan 1 triệu. Kisami 500. Em Yến ở Nghệ An 200. Một bạn không nói tên ngày 27 tháng 4 300. Cô nữ 1 triệu. Phạm Thị Phương Bảo Trân 300. Vi Bảo Mai công ty Cao Tín ở Bình Dương 1 triệu. Diệu Yến, Caro Hua, chắc là gia đình mình ở Đài Loan, 2 triệu đồng. Kiều 100 ngày. Mọi người ủng hộ cho gia đình được 10 triệu 400 ngàn đồng. Nếu như giá như mà biết sớm cái việc chú đang đau tim, đau lên cơn tim thì đưa đi bệnh viện sớm và mình tiếp sức sớm thì đã không như thế này rồi. Thôi đừng có lỡ thôi, chú cũng đã mất rồi. Mình cố gắng, giờ hai cô với chú, hai chị em đúng không ạ? Dạ. Cố gắng nương tựa sống nhau cái quãng đời còn lại. Dạ. Con tin rằng là chú Lệ khi mở số 3 sẽ phù hộ độ trì cho gia đình mình. Rồi bây giờ chú đi bán giấy số lại chưa ạ? Chú bán giấy số. Một ngày chú bán được bao nhiêu ạ? Bán được đó là... chiều chú ở đây hoài bán ở số 2 tà 2 tà có khi 1 tà có khi cho chú xin làm bên cầu đường ghi sổ 5 tà 5 tà cho chị về lấy 20 tà ra bên Tân Phú bán ghi số một ngày cũng bán 20 tà 30 tà hai con chứ đâu có bán nhiều đâu nè. Thấy chưa? Rồi cố gắng sống. Dạ. Là rồi uống thuốc rồi vô giữ cho sức khỏe. Dạ. Dạ. Gài lại. Dạ. Thôi thì con cũng có duyên với gia đình. Dạ. Và duyên lần đầu tiên thì con đã thăm mà hôm nay thì tới rất là tiếc. Dạ. Hôm nào có dịp con quay trở lại con thăm cô chú với thắp nén hương cho chú Lệ. Dạ. 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 Cảm ơn em trai tại Vũ Hùng nhớ tôi em trai nhớ tôi em trai là ủng hộ Lưu ổng đi bệnh viện là ổng không có chết buồn quá em trai ơi không có tiền Lưu đi em trai cho cái điện thoại buồn quá em trai ơi tại không có tiền Lưu ổng đi cấp cứu á cho ổng ở nhà hoài buồn quá ổng lòi đi bệnh viện tôi nói tiền đâu mà Lưu đi bệnh viện. Ông nói lừa tôi lấy bệnh viện đi, tôi nói tiền đâu mà lừa lấy bệnh viện. Tôi nói tiền đâu mà lừa lấy, tôi nói tiền đâu mà lừa lấy bệnh viện. Tôi la ông, tôi nói tiền đâu là lừa lấy bệnh viện, 20-30 triệu tiền đâu mà có. Ông nói giờ không có gì là vậy chết thôi. Lâu có nhớ em trai, lâu nhớ em trai là được em trai cứu bạn ổn được rồi. Buồn quá. Ở đời mà có cái chuyện giá như mà quay trở lại thì được. Dạ dạ đúng rồi. Ông có biết ổng bệnh bố bùng sáu bắt đầu ổng buồn bệnh bùng sáu bùng bảy bùng tám bùng chín ổng còn đi được rồi tới bùng 10, 11, 12 ba ngày đi không được là ổng mất luôn rồi. Không tới ngày mà vợ con bên bình dương về đến ngày 11 nhập viện còn cứu được. Vợ con nói thôi chết cho chết luôn. Trời ơi kỳ quá. Vợ con ác quá rồi. Cứu được cứ cứu đi. Thôi chú cũng đã đi rồi. Đúng rồi. Mình cầu cho linh hồn nó được về số vàng. Mọi thứ nó nhẹ nhàng. Đúng rồi. Dạ, mọi thứ cũng đã số phận đã an bài. Nó là tiếp. Thôi bây giờ con xin phép thắp nén hương rồi cũng chào gia đình luôn. Dạ. Chấp nén hương cho chú Lệ. Dạ. Giá như cuộc đời này mà có 2 triệu giá như và cho chúng mình quay trở lại thì sẽ tốt đẹp biết bao. Hôm nay thì đến rất là trễ, 2 tháng rồi sau khi đợt thăm đầu tiên, mình muốn gom một cái món quà lớn tí để mang cho gia đình vui mừng. Không có hay tin là chú mất, nhưng mà khi mà đến thì coi như là
mọi thứ đã thôi rồi. Rất là tiếc. Chắc có lẽ mình thắp nén hương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.